Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 85, ngày 11, Chúa nổi giận. Kinh Thánh Lê Vi Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 5. Câu ghi nhớ Lê Vi Ký đoạn 20 câu 4, câu 5a. Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch thì ta sẽ nổi giận. Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch thì ta sẽ nổi giận. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Lê Vi Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 5. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 1 câu 5, Kinh Thánh Cựu Ước trang 110. Lê Vi Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 5. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Phàm ai trong dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa vòng họ, dùng một trong các con mình dâng cho thần Moloch thì chắc sẽ bị xử tử. Dân bổn xứ phải ném đá người ấy, còn ta sẽ nổi giận cùng người đó, tuốt nó khỏi dân sự mình, vì nó đã nộp con cái mình cho thần Moloch, làm cho nơi thánh ta ô uế và làm ô danh thánh ta. Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch mà chẳng giết nó đi thì ta đây sẽ nổi giận cùng người đó và nhà nó, rồi trút nó cùng những kẻ nào theo nó mà không dâm cùng thần Moloch ra khỏi dân sự mình. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 4 phần câu 4 và câu 4 phần A và câu 5 phần A. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nha. Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch thì ta đây sẽ nổi giận cùng người đó. Rồi chúng ta đọc câu ghi nhớ đã được tô màu nhé. Nếu dân bổn xứ nhắm mắt khi người đó dâng một trong các con cái nó cho thần Moloch thì ta đây sẽ nổi giận. Thần Moloch là ai? Tại sao Chúa nổi giận khi dân Chúa thờ nó? Người Ammon thờ lại thần Moloch, còn gọi là thần lửa. Họ dâng con trẻ làm của lễ, nghĩa là đem con mình thiêu trong lửa để cúng thần. Đây là việc tà ác, chống nghịch với Chúa và điều Chúa dạy. Nên con cái Chúa mà làm như vậy, Chúa sẽ buồn và rất giận. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh có một cái thần tượng Moloch đây. Và ở trên cái cánh tay nó, đây người ta đốt lửa. Và khi mà người ta dâng cho con của họ đó cho thần Moloch, có nghĩa là đem con của mình thiêu ở trong lửa cho nó chết rồi nó cháy luôn. Như vậy là một cái việc giết người rất là gian ác. Cho nên là Chúa cấm, Chúa không có cho thờ lại thần tượng, nhất là thần Moloch. Con dân Chúa chỉ thờ phượng Chúa là đấng chân thần duy nhất. Chúa dạy là chỉ có thờ phượng một mình Chúa thôi, không có thờ lại bất cứ thần tượng nào khác. Thực hành, em đánh dấu tích vào ô đúng nhé. Chúa là thần tốt lành duy nhất để em thờ kính trọn đời, đúng không các em? Đúng, Chúa là thần tốt lành duy nhất. Chúa luôn muốn mình thờ phượng Chúa và Chúa sẽ ban phước cho mình, ban cho mình điều tốt nhất. B. Thần Moloch là ác thần, có nghĩa là thần dữ đó,
đem lại sự giết chóc cho người theo nó, đúng không các em? À, khi mà thờ thần Moloch là phải giết con của mình, dâng cho thần Moloch. Như vậy câu này cũng là câu đúng. Em sẽ làm Chúa vui và khiến Chúa cười khi em chỉ thờ phượng Chúa thôi. Câu này cũng đúng luôn. Chỉ thờ phượng một mình Chúa thôi thì Chúa sẽ vui và Chúa sẽ cười. Đây, hình ảnh Chúa Giêsu nắm tay của mình thiếu nhi, đi ở trong cái tình yêu thương Chúa gìn giữ mình. Khi mình thờ phượng Chúa, có mối tương giao với Chúa, Chúa rất là vui lòng và Chúa ban phước cho mình. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa. Con chỉ thờ phượng một mình Chúa xin Chúa giúp con luôn làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Chúa ơi, con ngợi khen Chúa. Con chỉ thờ phượng một mình Chúa. Xin Chúa giúp con luôn làm đẹp lòng Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin Chúa ban phước cho chúng ta một ngày mới. Chúng ta chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.